Dạ Vườn Mai Trái Chè Bông xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, rất là cảm ơn quý khách đã ủng hộ đến vườn mai nhà em nha. Thì lô mai sáng vừa rồi em lên cơ bản đã hết nữa rồi. Thì bây giờ em lên lô số 16 cả nhà. Thì nó bắt đầu từ 151 cho đến 160 nha. Thì trước mặt chúng ta là một cây rất là đẹp cả nhà. Đây có dáng thú thân lắc nha. Ở củ thì tương đối to nha. Hoành của nó là 15 cả nhà. Cao là 30 và đặc biệt là cành nhánh rất là xum xuê nha cả nhà. Nhìn nè. Ôi ôi nó nè, đã ghê không? Đó ha. Ôi cây này là dạng bonsai nha cả nhà. Rồi xây một vòng cho em này luôn nha. Đó, cây quắn thì phải nói hoa rất là đẹp nha. À, cây này em bán với giá là 1 triệu nha cả nhà. 1 triệu bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta đến nơi luôn nha. Giá chỉ 1 triệu. Rồi tiếp tục là cây 152. Đây 152, cành nhánh rất là xum xuê nha. Nè, bông nè cả nhà nhìn thấy ha. Cành nhánh rất là xum xuê luôn nha. Rồi xoay một vòng luôn nha. Cây này nó có hoành là bao nhiêu? Hoành là 13, cao là 45 cả nhà. Nó cây này em bán với giá là 800 nha. 800 bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta đến nơi luôn nha cả nhà. Rồi tiếp tục là cây 153. Đây 153, cây cành nhánh rất là xum xuê đây cả nhà ơi. Đó ha, cây này hoành là 11, cao là 30. Em bán giá là 550 nha. 550 bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta đến nơi luôn nha. Giá là 550 nha cả nhà. Rồi tiếp tục là 154. Đây 154 là một cây lùng lực tán tròn do luôn nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Rất là đẹp luôn nha. Rồi cây này em bán với giá là 650 nha. Đó, cái lô này em thấy cây nó tròn do này cả nhà, 650, hoành là 15, cao là 40 nha, bộ rễ đẹp nha cả nhà. Rồi tiếp tục là 155. Ôi mấy em lùng lực này dễ thương quá cả nhà. Nè ha, cây tròn do luôn nè. Đó. Cây này em bán với giá là 550. 155 này có hoành là 15, cao là hơn 20 cả nhà, nhưng mà tán nó tròn do luôn nè. 550 ha. Rồi tiếp tục là 156. Ôi mấy em này dễ thương quá. Đó, đây cả nhà, dạng bonsai nha, dạng bonsai cả nhà. Đó, cây này thì bộ rễ đẹp nè. Đó đây cả nhà. Rồi, cây này em bán với giá là 480 nha. 480 cả nhà. Đó, cây này thân lát hoành là 9, cao là 30, 480.000. Tiếp tục là cây 157. Wow, cây này là cây con hú nha. Đó cả nhà thấy chân trước chân sau luôn ha. Đây đó thì nó được hai mắt bo ghép ở trên và ở dưới đây là một mắt bo ghép nữa cả nhà. Rồi cái này em bán với giá là 390 nha. 390 bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. 157 giá 390, tiếp tục là 158. Đây 158 này cả nhà, đế nè. Đó quấn nè ha. 158 này là giá 400. 400 bên em sẽ bao phí vận chuyển nha. Đây nè, đế nè ha, cả nhà nhìn thấy ha. Rồi 400 nha. Tiếp tục là 159. Wow, một em nhỏ đáng xinh nữa đây cả nhà. Xinh ơi là xinh luôn nha. Đó, cây này thì hoành là 9, cao là 25. Giá là 420 nha. 420 bên em sẽ bao phí vận chuyển luôn. Cả nhà nhìn nè, thân lắc nha. Quấn. Cái này nuôi Tết năm tới chúng ta hai chậu chơi là tuyệt vời luôn nha. Rồi cây cuối cùng là cây 160. Đó, cây 160 nè, rễ rất là đẹp nè cả nhà. Đó, đây ha. Đó, xoay một vòng. Cây này hoành là 14, cao là 30. Ha, cây này là thân lắc nha. Đó, cây này giá 700, bao phí vận chuyển đến nơi luôn. Rồi ai thích cây nào thì xin hãy alo bên vườn mai của Trái Chè Bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.